Chương 531, câu thông tình cảm, chỉ chơi một hồi. Một tháng thời gian cực nhanh. Trần Ninh tại này trong một tháng, cũng hoàn thành cùng thần mạch phù hợp, trải qua không ngừng cố gắng, cũng đem trong một tháng này tu luyện ra thần lực cất giữ tại thần mạch bên trong. Mặt khác, dù có được thái nhất thần mạch, nhưng thần văn nhưng như cũ là hắc ám thần văn, cũng không xung đột. Con đường tu luyện Trầm sông đổ về một biển Đồng thời thánh nhân hậu kỳ cảnh giới cũng triệt để vững chắc xuống một tháng này đến nay trần ninh cũng thường xuyên sẽ trở lại dưới thác nước tu hành cảm giác lực tăng cường đối tự thân lực lượng điều động lúc này trần ninh so với một tháng trước hắn mạnh hơn rất nhiều sau đó không lâu trần ninh triệu tập hết thảy người mình cũng một luôn luôn bọn họ dặn dò đối với chỉ xích thiên nhai mấy người có thể ai đi đường nấy bản thân chuyến này còn chưa nhất định bao lâu mới ra đến hoa la cùng tiểu hòa thượng thì là tạm thời lưu tại thái nhất thần tộc bên trong thái nhất thần tộc cao nhân không ít có thật nhiều đều có thể cùng tiểu hòa thượng giảng thiền luận đạo về phần hoa la trần ninh hữu tâm mang nàng đáng tiếc tiến vào thông huyền thiên tư cách có hạn mà lại trong đó hung hiểm rất trần ninh không muốn để nàng mạo hiểm như thế Thu xếp tốt bên người người sau, Trần Ninh liền yên lặng chờ đợi thông huyền thiên mở ra. Một ngày này, Lạc Huynh Thành, Lạc Vô Hà cùng Lạc Vô Mệnh ba người cùng một chỗ đến. Đối Trần Ninh, Lạc Vô Mệnh dù vẫn như cũ khó chịu, nhưng trước mắt hắn như cũ còn không phải đối thủ, hắn liền tượng trưng chấp tay một cái, sau đó rời đi tòa cung điện này, không biết đi nơi nào. Lạc Vô Hà thì là giải thích nói, Trần Huynh Đệ, là tộc trưởng gọi chúng ta đến rất nhanh liền phải đi hướng thông huyền thiên tộc trưởng để chúng ta tăng tiến một cái tình nghĩa nói thẳng ra sẽ có hay không có chút giới a à? trần ninh lắc đầu cười nói là khuynh thành cũng là cảm giác sâu sắc như thế thần sắc có chút bất đắc dĩ lạc vô hà tự hồ đi thẳng về thẳng quen cũng không cho rằng có cái gì kết quả là ba người ngồi xuống về sau bắt đầu hai mặt nhìn nhau ngẫu nhiên cùng lạc vô hà thương nghiệp lẫn nhau nâng Rốt cục. Trần Ninh chịu không được loại này không khí ngột ngạt. Thế là bật thốt lên, không bằng chúng ta tới chơi chút gì à. Trần Huynh đệ muốn ném thẻ vào bình rượu. Vẫn là bắn tên. Lạc vô hà giật mình. Lẽ ra bọn họ bực này người tu hành. Cơ hồ liền cáo biệt rất nhiều giải trí trò chơi, vô luận là ném thẻ vào bình rượu vẫn là bắn tên, lấy bọn hắn thực lực, chơi lấy chơi lấy liền biến thành đỏ sức. Huống hồ, cũng cung cấp tại bách phát bách trúng. Trần Ninh lắc lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, chúng ta chơi điểm có ý tứ. Sau đó, Trần Ninh chuẩn bị một phen. Từ túi không gian bên trong tùy tiện lấy một chút vật liệu, khắc ra 54 trương bài poker. Lạc Vô Hà cùng Lạc Khuynh Thành đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn xem Trần Ninh bận rộn một phen. Rốt cục. Trần Ninh đem 54 lá bài đập vào trên mặt bàn. Được rồi chúng ta muốn chơi gọi là đấu đấu tộc trưởng quy tắc cũng rất đơn giản mỗi lần cục lúc bắt đầu trước gọi tộc trưởng tộc trưởng nhiều sờ ba tấm ác chủ bài cũng có ưu tiên ra bài quyền hai chọi một cuối cùng ai trước ra xong bài ai liền thắng trần ninh tràn đầy phấn khởi giới thiệu xong quy tắc hai vị đều là thần tử thần nữ cấp bậc thiên tư thông minh lý giải lên cũng không khó chỉ là cái này trò chơi danh tự nhưng lại làm cho bọn họ giật nảy mình trần huynh đệ tộc trưởng thân phận tôn quý không thể mạo phạm lạc vô hà có chút do dự đừng như vậy cứng nhắc dù sao là tộc trưởng gọi các ngươi đến cùng ta câu thông tình cảm nếu như các ngươi không chơi cái này tình cảm cũng câu thông thất bại đến lúc đó tại thông huyền thiên chúng ta không ăn ý thế nhưng là xuất ra vấn đề lớn chính ngươi cân nhắc đi lạc vô hà cau mày suy tư thật lâu rốt cục quyết định ra đến trần huynh đệ vậy chúng ta chỉ chơi một hồi nữa chuyện hôm nay ngàn vạn lần đừng có truyền đi yên tâm đi vừa mới bắt đầu bởi vì là lần thứ nhất tiếp xúc như thế mới là trò chơi hai người còn có chút mộng nhưng liên tiếp chơi mấy cục sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản lạc vô hà càng là vứt bỏ thần tử thanh lãnh trầm ổn khí chất trực tiếp đứng người lên hung hăng ngã một cái bài bốn cái hai các ngươi không có a à? không có đầu lĩnh lạc vô hà thấy thế đưa trong tay sau cùng hai tấm bài ném một cái miệng bên trong hô hai tam nhi sau đó thỏa mãn ngồi xuống lạc khuynh thành nhíu mày nói không phải đâu hai tấm ba ngươi cũng muốn trống sao thất lễ lạc vô hà cười khẩy một tiếng thời gian nhanh chóng rõ ràng chỉ nói chơi một hồi nữa lại là liên tục đánh mấy canh giờ khi màn đêm buông xuống, lạc vô hà cùng lạc huynh thành hai người thậm chí còn đối này mới là đấu tộc trưởng trò chơi có chút vẫn chưa thỏa mãn. ba người ở giữa cũng bởi vậy rút ngắn một chút khoảng cách. vô hà huynh, ngươi đi qua một lần thông huyền thiên, nơi đó đến cùng là dạng gì? ba người nghỉ ngơi thời điểm. trần ninh nhịn không được hỏi. nghe vậy, lạc huynh thành cũng quăng tới ánh mắt, nàng đồng dạng đối thông huyền thiên không có gì đã hiểu kỳ thật, nàng cùng thần tử lạc vô hà cũng chỉ là lẫn nhau biết mà thôi, cũng không chính. Cho nên, nàng cũng rất là hiếu kỳ. Lạc vô hà nghe tới Trần Ninh hỏi, liền nghiêm mặt nói, liên quan tới thông huyền thiên, vô hà lúc trước cũng chỉ là may mắn thu hoạch được danh ngạch, cùng vô mệnh tộc huynh cùng nhau bước vào thông huyền thiên. Nơi đó, nơi đó là một mảnh thế giới chân thật. Lạc vô hà trong ánh mắt nổi lên một vệt hồi ức cùng tiểu thế giới đồng dạng kia là một phương độc lập vận chuyển thế giới có vương triều thế lực dị thú đương nhiên nhiều nhất chính là nhiều vô số kẻ di tích bởi vì nơi đó từng là thượng cổ thần ma chiến trường lạc vô hà nhớ tới lúc ấy tình cảnh cảm khái nói lúc ấy vô hà dưới cơ duyên xảo hợp rơi xuống một chỗ trong đầm sâu chạm đến một đạo hỗn loạn thanh khí cái này thanh khí cực kỳ cùng bạo nếu không phải vô hà có được gương sáng chi tâm chỉ sợ lúc ấy liền đã bị cái kia đạo hỗn loạn thanh khí xoắn nát lúc này nghĩ đến còn có chút may mắn thì ra là thế trần ninh nhẹ gật đầu lại hỏi cái này tại thông huyền thiên thế giới bên trong các thần tộc ở giữa sẽ có tranh đấu sao đây là cái rất trọng yếu vấn đề lạc vô hà suy nghĩ nói ta thái nhất thần tộc một mực bảo trì trung lập chưa từng tùy tiện gây thù hằn cho nên sẽ không dễ dàng nhận thần tộc khác công kích trừ phi dính đến một ít thần bí truyền thừa cùng to lớn cơ duyên dạng này a à, vậy lần này coi như không có to lớn cơ duyên chúng ta khả năng cũng sẽ bị hắc ám thần tộc để mắt tới các ngươi yên tâm ta sẽ dốc toàn lực che chở các ngươi trần ninh chân thành nói thái nhất thần tộc bảo vệ bản thân hắc ám thần tộc không có khả năng không có hận trong lòng lần này thông huyền thiên cũng là trúc giận tuyệt hảo cơ hội trần ninh cảm thấy đã sự tình là bởi vì bản thân mà lên như vậy hắn cũng nguyện ý gánh chịu này nhân quả dù sao tại trong ba người bản thân trước mắt là mạnh nhất trần huynh đệ vô hà mặc dù thua với ngươi nhưng tự vệ vẫn là không khó mặt khác ngươi cũng không cần có gì gánh vác vũ hoàng nhận lấy ngươi ngươi chính là tộc ta người bây giờ ngươi càng là có được truyền nhân mới có thần mạch chúng ta đã không phân khác biệt nhìn xem lạc vô hà ánh mắt nóng bỏng trần ninh không khỏi lui lại nửa bước nói vẫn là muốn chia lạc khuynh thành cũng là ông nhu nói đúng vậy a à, sư đệ lần này thông huyền thiên chúng ta liền cùng tiếng thối chiếu ứng lẫn nhau chương năm ba hai cửa vào mở ra rời đi điều kiện hắc ám thần vực vực sâu nhà giam bên trong cho dù bốn phương tám hướng đều là bóng đêm vô tận không có chút nào sinh cơ không có chút nào chờ đợi nhưng giờ phút này một cái lão giả lại là đem tóc của mình xây tốt quần áo dù cũ nát nhưng cũng là chỉnh chỉnh tề tề hắn lúc này ngồi ngay ngắn minh tưởng đây là hắn tại cái này hắc ám hoàn cảnh dưới duy nhất giải quyết phương thức hắn chính là tầm long môn đời thứ tám trưởng môn cho dù bị hắc ám thần tộc bắt giữ bị giam tại này tối tăm không mặt trời tuyệt cảnh nhưng hắn như cũ không có đánh mất hy vọng trong lòng lúc này một thân ảnh dáng lâm chính là sĩ tinh quân hắn có chút hăng hái đánh giá lão trưởng môn nói người bố trí tỉ mỉ bảo vệ người kia chẳng mấy chốc sẽ đến bồi ngươi lão trưởng môn không nói gì sĩ tinh quân lại nói các ngươi những cái này hạ giới côn trùng an phận làm tốt nhân vật của các ngươi liền tốt nhất định phải ý đồ nghịch thiên mà đi Kết quả của các ngươi, cuối cùng rồi sẽ là một con đường chết. Lão trưởng môn lúc này mới mở mắt ra nói, ngươi đã đi tới trước mặt ta, đã nói lão phu truyền nhân để ngươi kinh ngạc, thống khoái. Hư. Sĩ tinh quân ánh mắt lạnh lẽo, hắn lúc này dù tìm nơi nương tự cái này thái nhất thần tộc. Nhưng thái nhất thần tộc có thể bảo vệ không được hắn, đúng rồi. Lại cùng ngươi nói một tiếng, trưởng lão hội vừa mới thông tri bản tinh quân. Trần Ninh nếu là không cách nào bắt sống, chết cũng giống vậy. Nói xong. Sĩ tinh quân cười lạnh rời đi. Đợi sĩ tinh quân sau khi đi, lão trưởng môn trong mắt mới toát ra một vệt vẻ lo lắng. Nhưng càng nhiều, lại là vui mừng. Hắn từng cùng thiên trì thánh chủ chỗ hy vọng tương lai, bây giờ đã là đang từng bước thực hiện. Đảo Bắc Cực. Thái nhất thần tộc vực nội. Một ngày này. Là thông huyền thiên mở ra thời điểm quảng trường trên không một đạo bao la hùng vĩ cổng truyền tống nổi lên trên quảng trường đến hàng mấy chục ngàn thái nhất tộc nhân mong mỏi cũng đều hâm mộ nhìn về phía cái này bốn vị có tư cách bước vào cổng truyền tống trong tộc thiên kiêu trần ninh lạc khuynh thành lạc vô hà cùng lạc vô mệnh bốn người ánh mắt rơi vào không trung cổng truyền tống bên trên cũng đều có chút vẻ kích động nhất là đã nếm đến qua ngon ngọc lạc vô mệnh càng là mang theo một cổ siêu nhiên quyết tâm mục tiêu của hắn lần này chính là bước vào thông huyền thiên thế giới lần nữa tìm được cường hoành cơ duyên và thủ đoạn tiếp đó đánh bại trần ninh bị lạc vô mệnh coi là mục tiêu trần ninh giờ phút này thì là đi tới vũ hoàng trước mặt sư phụ không có cái gì muốn dặn dò đưa đồ đệ sao vũ hoàng lắc đầu không có cái gì muốn cho đồ đệ bàn thân pháp bảo ác chủ bài sao trần ninh một mặt chờ mong hỏi vũ hoàng lại lắc đầu bỗng nhiên tự hồ như nhớ tới cái gì một dạng hắn có chút do dự mở miệng nói đồ nhi ngươi lần này tiến vào thông huyền thiên nếu là gặp được phiền phức đương nhiên là tại là tại nguy nan nhất thời khắc mới mới có thể nhìn thấy vũ hoàng ấp a à ấp úng trần ninh không khỏi cảm thấy kỳ quái vũ hoàng từ trước đến nay tùy tiện không sợ trời không sợ đất chưa từng có như thế bước trước thời điểm coi như mặt đối thái nhất tộc trường, cũng là mãn liền xong. Hôm nay bộ dạng này, thật đúng là hiếm lạ. Vũ Hoàng thấy thái nhất tộc trường ánh mắt cũng ném tới, bắt được đối phương ánh mắt kia chỗ sâu trêu chọc sau, Vũ Hoàng ho khan một cái, không có vấn đề nói, tóm lại, ngươi gặp được nguy nan không cách nào hóa giải thời điểm, có thể. Có thể đi cầu giúp nguyệt thần tộc lũ tiểu gia hỏa. Nguyệt thần tộc Đồ nhi cùng nguyệt thần tộc không có đã từng quen biết, đối phương tại sao lại giúp đồ nhi đâu trần ninh cũng là nghịch ngợm mở miệng nghĩ dẫn dắt vũ hoàng nói tiếp ai ngờ vũ hoàng lại gấp không kiên nhẫn quát hỏi nhiều như vậy làm gì ngươi làm theo là được bất quá vi sư đoán chừng tiểu tử ngươi tại thông huyền thiên khẳng định không có vấn đề không khi dễ người khác cũng không tệ đúng à tạ sư phụ trần ninh mỉm cười lúc này thái nhất tộc trường lại là hướng trần ninh truyền âm nói sư phụ ngươi lúc tuổi còn trẻ da mịn thịt mềm rất chịu nữ tu sĩ ưu ái nguyệt thần tộc bây giờ tộc trưởng từng có cũng cùng sư phụ ngươi từng có như vậy một đoạn mông lung yêu thương bộ dạng này a à? trần ninh lộ ra một vệt hiểu ý tiếu dung vừa vặn bị vũ hoàng bắt được không chỉ có như thế hắn nhạy cảm phát hiện thái nhất tộc trường biểu lộ cũng có chút không thích hợp thế là hắn hướng trần ninh nói nếu là có người đưa ngươi truyền âm nói cho ngươi một chút vi sư sự tình, ngươi cũng đừng tin, có lão gia hỏa, càng sống càng muốn ăn đòn. Yên tâm đi sư phụ, đệ tử đến lúc đó nhất định xin nhờ nguyệt thần tộc tộc nhân cho bọn hắn tộc trưởng mang cái tốt. Trần Ninh cười ha ha, vội vàng đào tẩu. Vũ Hoàng thì là hiếm thấy mặt mo đỏ ửng. Được rồi. Canh giờ đã đến, đều đi thôi. Thái nhất tộc trường nhàn nhạt mở miệng nhìn thoáng bốn người có thể khởi hành. Trần Ninh bốn người hướng thái nhất tộc trường gật đầu sau, đều là hướng trong hư không cổng truyền tống mà lao đi. Lần lượt tiến vào. Thái nhất tộc trường nhìn về phía cái kia đạo dần dần đóng lại cổng truyền tống, trong mắt không hề bận tâm, nhưng trong lòng thì không yên ổn tĩnh. Này một lần thông huyền thiên chi hành, có lẽ sẽ có một chút dao động hạo thổ đại sự phát sinh. Thông huyền thiên. Một tòa tàn tạ cổ thành bên trong đâu đâu cũng có đổ nát thê lương. Cỏ hoang bộc phát. Lúc này, trên đường chân trời bỗng nhiên hiện ra một đạo cổng truyền tống. Bốn đạo thân ảnh lấp lóe, hướng về phía dưới phi tốc hạ xuống, rơi vào cổ thành bên ngoài. Chính là Trần Ninh bốn người. Khi bọn hắn rơi trên mặt đất, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, thần sắc khác nhau. Lạc vô mệnh rất là hưng phấn. Lạc khuynh thành xinh đẹp trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Lạc vô hà mười điểm bình tĩnh, Trần Ninh thì là có chút hăng hái đánh giá chung quanh. Phía trước tòa cổ thành này hẳn là nào đó một tòa thần ma giao chiến sau di tích, nơi này nói không chừng sẽ có chút cơ duyên cùng truyền thừa. Lạc vô hà nhàn nhạt mở miệng, Trần Ninh cũng là gật gật đầu. Coi như không có cơ duyên, cũng có thể từ nơi này làm một điểm xuất phát, hướng ngoại giới thăm dò. Bốn người đều là quyết định tiến vào trong tòa cổ thành này thăm dò đúng rồi chúng ta tại thông huyền thiên bên trong muốn đợi bao lâu trần ninh chợt nhớ tới việc này không khỏi hỏi lạc vô hà lắc đầu khó mà nói chưa từng có cố định kỳ hạn mà là muốn tuân theo này thông huyền thiên thế giới ý chí mỗi một lần luôn luôn muốn đạt thành một vài điều kiện mới có thể rời đi điều kiện tỷ như đâu vô hà chỗ trải qua một lần kia thông huyền thiên tranh đấu cuối cùng điều kiện cần phải phá hủy lúc ấy thế gian này hắc ám thế lực núi u phù nhiệm vụ này có thể nói là mười điểm gian khổ bởi vì núi u phù chủ nhân là một tôn hoàng mà lúc đó tiến vào thông huyền thiên các thần tộc tiểu bối mạnh nhất cũng bất quá là thánh vương cảnh giới nghe đến đó trần ninh khẽ gật đầu xem ra thông huyền thiên thế giới ý chí liền cùng loại với tuyên bố một cái nhiệm vụ chỉ có thông qua mới có thể thả bọn họ đi đã núi u phù chủ nhân là một tôn hoàng vậy các ngươi cuối cùng là như thế nào đạt thành điều kiện kia trần ninh không khỏi hỏi lạc vô hà nói chúng ta mặc dù không phải tôn kia hoàng địch thủ nhưng thế gian này không chỉ hắn một cái hoàng cuối cùng thông qua chúng ta liên hợp thế gian này những lực lượng khác phá hủy núi u phù chúng ta cũng có thể rời đi thông huyền thiên thì ra là thế trần ninh gật đầu mặc dù còn không rõ ràng lắm này một lần thông huyền thiên thế giới ý chí lại muốn bọn họ đạt thành điều kiện gì, nhưng hàng đầu sự tình, vẫn là tìm kiếm bên trong vùng thế giới này cơ duyên. Lúc này, mấy thân ảnh đi vào tòa này tàn tạ cổ thành bên trong, cũng xuất hiện tại trần ninh mấy người trong tầm mắt. Chương 533, đối chọi gây gắt, cổ thành mê cung hết thảy bảy người. Bốn nam ba nữ, đều là dung mạo không tầm thường, khí chất càng là xuất trần. Bọn họ một đường mà đến, cười cười nói nói, chỉ là đối quanh mình tàn tạ kiến trúc cảm thấy hứng thú, đối trần ninh mấy người, ngược lại là không quá để ý, chỉ có tại nhìn thấy lạc vô mệnh thời điểm, cái này một người cầm đầu mực áo nam tử mới cười nói, nguyên lai là thái nhất thần tộc bằng hữu, nghe nói ngươi chiến vô bất thắng, cùng thế hệ vô địch lạc vô mệnh trước đó không lâu mới bị trần ninh đánh bại cho nên lời này bây giờ rơi vào lạc vô mệnh trong tay phá lệ chói tai hắn âm thanh lạnh lùng nói nơi này bị chúng ta chiếm lấy các ngươi thay hắn chỗ đi chật 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 không hổ là cùng thế hệ vô địch hảo hảo bá đạo a à. ta chu hành hết lần này tới lần khác không ăn bộ này mực áo nam tử khẽ cười một tiếng trên thân khí tức nở rộ thinh linh cũng là đại thánh hậu kỳ cảnh giới cùng lạc vô mệnh cảnh giới tương đương. Theo hắn khí tức bộc phát, theo hắn những cái kia tộc nhân cũng đều nhao nhao triển lộ khí tức. Từng đạo khí thế cường đại phóng lên tận trời. Hiện tại, nơi này là chúng ta điểm dừng chân. Các ngươi nếu không nghĩ toàn quân bị diệt ở đây, liền lập tức lăn. Chu hành cất giọng cười to. Thái nhất thần tộc mạnh nhất người chính là lạc vô mệnh, trừ hắn ra, người còn lại cảnh giới đều tại đại thánh trung kỳ, thậm chí, hắn phát hiện khí tức kia yếu nhất người, cảnh giới chỉ có thánh nhân hậu kỳ. Vô luận là thực lực hay là nhân số, bọn họ đều không chiếm ưu thế. Nhìn thấy cảnh này, Lạc Vô Hà liền hướng Trần Ninh giải thích nói, đối phương là phong thần tộc, cái kia gọi chu hành, xem như trong tộc thế hệ trẻ tuổi nhân vật số 2, phong thần tộc có thể đi vào thông huyền thiên danh ngạch là 8 người. Trước mắt chỉ có 7 cái, mạnh nhất vị kia cũng không có hiện thân. 8 người Trần Ninh lắc đầu, nhìn như vậy đến, cái này phong thần tộc tại đông đảo trong thần tộc vẫn là xếp tại hàng đầu đây này. Nếu như đem thần tộc chia vì mấy cái thê đội. Như vậy, thê đội thứ nhất chính là bác đại thần tộc, hắc ám thần tộc chính là tại này một thê đội bên trong. Phong thần tộc thì là đứng hàng thê đội thứ hai. Thái nhất thần tộc là thê đội thứ ba. Đương nhiên, thái nhất thần tộc luận thực lực xem như thê đội thứ ba long đầu. Lúc này, đám người chu hành hiển nhiên không chỉ là hướng lạc vô mệnh, mà là hướng về phía toàn bộ thái nhất thần tộc. Lúc này, Trần Ninh cùng lạc khuynh thành, lạc vô hà ba người cũng tự nhiên không thể đổ cho người khác, chuẩn bị động thủ. Ngay tại bầu không khí dương cung bạc kiếm thời điểm, một đạo bình thản thanh âm vang lên. Tất cả dừng tay. Nghe nói như thế. Phong thần tộc chu hành biến sắc, nhưng cũng đem khí tức thu liễm, nhìn về phía người tới chỉ thấy một cái mặt màu xanh thẳm đạo bào nam tử chậm rãi đi tới. Tính đến hắn. Phong thần tộc lần này tiến vào thông huyền thiên tám người, đến tận đây liền coi như là đến đông đủ. Cái này màu xanh thẳm đạo bào nam tử nhìn về phía chu hành. Không vui nói, thông huyền thiên bên trong, cơ duyên vô số, không đi tìm tìm cơ duyên, ở đây hành động theo cảm tính, giống kiểu gì. Tộc huynh dạy phải. Chu hành cúi đầu nói, nam tử kia ánh mắt lại nhàn nhạt đảo qua lạc vô mệnh cùng trần ninh mấy người mở miệng nói mọi người chuyện vừa rồi có nhiều đắc tội ta thay ta mấy vị tộc nhân hướng mọi người tạ lỗi lạc vô hà nhỏ giọng hướng trần ninh giới thiệu nói người này tên là chu nhai phong thần tộc truyền nhân giống như ngươi có được thần mạch trần ninh nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu sau đó nhìn về phía đối diện người nói không sao vừa vặn chúng ta cũng không muốn vừa tiến đến liền đại khai sát giới. Lời nói này đến, có ý riêng. Mặt mực áo chu hành lúc này chính là khinh thường cười khẩy nói, các ngươi đại khai sát giới. Khẩu khí thật lớn, nếu không phải chu nhai tộc huynh chạy đến, các ngươi bốn người đã là bốn cổ thi thể. Không nên nói nữa. Chu nhai đạm mạc mở miệng, sau đó cười nhìn về phía Trần Ninh, nói, gặp lại chính là duyên, đã chúng ta đều dán lâm ở chỗ này, không bằng cùng nhau thăm dò tòa cổ thành này vẫn là tách ra đi chúng ta tương đối bài ngoại trần ninh cười ha ha nói chu nhai đầu tiên là sững sờ không nghĩ tới đối phương như thế nhanh mồm nhanh miệng sau đó mở miệng nói như thế cũng tốt vậy liền trước cáo từ nói xong chu nhai quay người hướng tòa cổ thành này chỗ sâu đi đến còn lại phong thần tộc tộc nhân cũng đều đi theo chu hành trước khi rời đi còn khiêu khích trừng mắt liếc lạc vô mệnh cùng trần ninh trần ninh từ chối cho ý kiến cái này chu hành không có gì tốt để ý chân chính đáng giá coi trọng là cái kia phong thần tộc truyền nhân chu nhai cái này người rất có lòng dạ có thể trở thành truyền nhân quả nhiên không phải hạng đơn giản không lâu sau đó phong thần tộc tám người đội ngũ tại tòa này tàn tạ trong cổ thành tiếp tục thăm dò chu nhai đi tại phía trước nhất sau lưng vang lên chu hành có chút không hiểu thanh âm nói tộc huynh vừa mới chúng ta vì sao muốn cúi đầu trước bọn họ lạc vô mệnh tại thông huyền thiên bên trong lấy được cơ duyên ngươi không phải là đối thủ huống chi chân chính để người đau đầu chính là lạc vô hà chu nhai nhàn nhạt mở miệng hắn sợ dĩ biết đến như thế rõ ràng chính là bởi vì lần trước thông huyền thiên hắn cũng là kinh nghiệm bản thân giả coi như như thế cái này lạc vô hà cũng không thể nào là tộc huynh đối thủ a à chu hành vẫn là không nghĩ ra chu nhai lắc đầu cười nói nếu chỉ là hai người bọn họ cũng là không khó đối phó thế nhưng là có một chỗ rất kỳ quái kỳ quái lần này thái nhất thần tộc bốn cái danh ngạch bên trong có một người ngoài ý liệu người kia tu vi chỉ có thánh nhân hậu kỳ lại có thể thu được tiếng vào thông huyền thiên tư cách cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao nói không chừng chỉ là vận khí tốt lại hoặc là thái nhất thần tộc thế hệ trẻ tuổi đứt gãy nghiêm trọng, trừ mấy cái thần tử bên ngoài, căn bản không có cường đại hậu bối, mới khiến cho người kia vàng thâu lẫn lộn. Ngươi còn không có thấy rõ sao? Chu nhai hơi có chút bất đắc dĩ, bất đắc dĩ đồng bào của mình như thế ngu xuẩn. Hắn kiên nhẫn giải thích nói, từ ta trình diện sau, vẫn luôn là người kia và ta trò chuyện, lấy lạc vô mệnh ngạo khí, nếu là không bằng hắn người, như thế nào cam tâm với tư cách vật làm nền một câu điểm tỉnh người trong mộng lúc này bao quát chu hành ở bên trong phong thần tộc bọn tiểu bối đều là đối chu nhai tộc huynh càng thêm kính nể thái nhất thần tộc cái này một người có chút thần bí coi như có thể thắng được cũng không nên vào lúc này liền làm to chuyện dù sao đi tới thông huyền thiên bên trong người người đều là vì cơ duyên cùng truyền thừa chu nhai giải thích xong đội ngũ tiếp tục đi tới sau nửa canh giờ khi chu nhai lần nữa cùng trần ninh mấy người gặp nhau thời điểm song phương trên mặt thần sắc đều là có chút mê hoặc sau đó chu nhai không khỏi nhíu mày chúng ta bị khốn trụ bị khốn trụ phong thần tộc bên trong một cái mái tóc màu xanh nước biển nữ tu nghi hoặc mở miệng chu nhai giải thích nói chúng ta đã đi ra xa như vậy đồng thời chúng ta là thẳng tắp tiến lên tuyệt sẽ không lại đụng phải thái nhất thần tộc mấy vị nhưng lúc này lại là lại gặp mặt vì chứng thực kết luận của hắn, Trần Ninh gật đầu nói, chúng ta cũng là đang đi ra một chút khoảng cách sau. Phát hiện lại trở lại nơi này. Chu Nhai nghe vậy, lại là cười nói, đạo hữu, chúng ta như thế hữu duyên, xem ra tòa cổ thành này đều muốn để chúng ta đồng hành a. À. Mặc dù không quá chào đón các ngươi phong thần tộc, nhưng người vui vẻ là được rồi. Trần Ninh đồng dạng là nhếch miệng cười. Bọn họ đều rõ ràng, xuất hiện bực này chuyện kỳ quái đã nói nơi đây nhất định có chút cổ quái. Nói không chừng, liền có cơ duyên tồn tại. Chương 534, Phá giải mê cung, rùa hình hư ảnh. Tòa này tàn tạ cổ thành 10 điểm kỳ quặc. Phản phất một cái mê cung. Vô luận hướng phương hướng nào tiến lên, cuối cùng đều sẽ trở lại vị trí trung tâm phong thần tộc người thử qua từ trên trời rời đi nhưng sự thực là vô luận bay ra bao xa đều là không có cuối cùng nếu như muốn hạ xuống cũng sẽ trở lại nguyên điểm nhưng càng như vậy càng là để người hưng phấn cổ quái mang ý nghĩa có to lớn cơ duyên thái nhất thần tộc mọi người đối mê cung này cũng vô kế khả thi sao chu nhai cười hỏi lạc vô mệnh ông cánh tay lạnh lẽo nhìn hắn một chút bất quá thật sự là hắn nghĩ không ra phương pháp phá giải mê cung này không phải có thể lấy lực phá đi lạc vô hà yên lặng suy tư hắn làm qua mấy lần nếm thử phân biệt tính toán hướng phương hướng khác nhau xuất phát cuối cùng về tới đây thời gian phát hiện đều là nhất trí thậm chí liền phương hướng khác nhau ven đường bên trên cảnh vật đều là giống nhau như đúc lạc khuynh thành nháy đôi mắt đẹp cũng là có chút vô kế khả thi chu nhai liền đem ánh mắt lại rơi vào trần ninh trên thân Trần Ninh trong mắt hắn thế nhưng là rất thần bí, có thể lấy thánh nhân hậu kỳ tu vi tiến vào thông huyền thiên. Có thể xưng sự thượng thấp nhất cảnh giới. Bất quá. Để hắn có chút kinh ngạc chính là, Trần Ninh giống như là đối mê cung này không thèm quan tâm một dạng, ngược lại là dựa vào một đoạn đoạn tường ngủ gật. Một ngày một đêm. Cái này bị chu nhai coi là nhân vật thần bí Trần Ninh, cũng không có bất kỳ động tác gì. Thái nhất thần tộc trong mấy người, chỉ có lạc khuynh thành cùng lạc vô hà còn đang không ngừng nếm thử phá giải mê cung này chẳng lẽ hắn thật cũng không chỗ đặc biệt chu nhai đình chỉ đối trần ninh quan sát tiếp xuống hắn muốn bắt đầu phá giải tòa này mê cung chu nhai nhắm lại hai con ngươi cảm thụ được trong tòa cổ thành này hướng gió phong thần tộc bởi vì chảy xuôi gió thần huyết dịch trời sinh đối gió nguyên tố cực kỳ thân hòa mà hắn muốn làm chính là mượn nhờ trong hư không gió nguyên tố để dẫn dắt ra một con đường. Nhìn thấy chu nhai như vậy thủ đoạn. Rất nhiều phong thần tộc đồng tộc người đều là một mặt ao ước, tu vi của bọn hắn có hạn, ngược lại là cũng có thể điều động gió nguyên tố, nhưng lại không cách nào làm được tộc huynh như vậy trình độ. Chu nhai đã là liền đạt tới phong chi đại đạo cực hạn, bao trùm trên đại đạo, đã vượt ra mượn dùng gió nguyên tố giai đoạn. Chân chính trở thành phong chi quân vương, có thế hiệu lệnh gió nguyên tố chỉ thấy được phiến thiên địa này ở giữa vô hình gió nguyên tố phun trào không ngớt một con đường mở ra đến phong thần tộc người đều là mặt mũi tràn đầy vui mừng nhất là chu hành càng là hướng về phía lạc vô mệnh nói các ngươi thái nhất thần tộc người hẳn là khinh thường đi theo chúng ta đằng sau a à? đúng vậy a à, các ngươi như thế tự ngạo hẳn là tự nghĩ biện pháp phá giải mê cung này mới đúng lập tức có phong thần tộc người tiếp lời nói xong lạc vô mệnh cũng không tốt lại cất bước tiến lên khi bọn hắn đều rời đi về sau lạc vô mệnh không khỏi nhìn về phía một mực không có cống hiến trần ninh chất vấn ngươi tiếp nhận tộc trưởng ban cho thần mạch bây giờ vừa mới đến thông huyền thiên liền để chúng ta lâm vào khốn cục người với tư cách dẫn đầu người không nên nghĩ chút chủ ý sao vô mệnh tộc huynh chúng ta thân hãm khốn cục cũng không thể trách sư đệ a à. đây là mọi người cùng nhau quyết định mới tiến vào tòa cổ thành này. Lạc Khuynh Thành nhịn không được vì Trần Ninh nói chuyện. Lạc Vô Hà cũng gật đầu nói, vô mệnh tộc Huynh, chớ có tự loạn trận cước. Tốt. Này Trần Ninh vừa đến, các ngươi bây giờ đều là không đem ta để ở trong mắt. Lạc Vô Mệnh hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy. Hắn bị tức giận đi ra, trông cậy vào đám người Trần Ninh sợ là không làm được, hắn muốn ra ngoài, muốn thu hoạch được càng cường đại cơ duyên truyền thừa. Thế là, hắn đi theo tại đám người phong thần tộc phía sau. Nhìn thấy người đi không sai biệt lắm, Trần Ninh quể oải đứng dậy, hướng lạc khuynh thành cùng lạc vô hà nở nụ cười sau, hắn hai con ngươi có chút lóe sáng, hỏa nhãn kim tinh bắt đầu. Kỳ thật! Trần Ninh ngay từ đầu chính là tại chờ này thần thông làm lạnh. Xuất phát tiếng về thông huyền thiên trước đó, Trần Ninh lại vận dụng hỏa nhãn kim tinh, cho nên dẫn đến đang làm lạnh bên trong, không cách nào sử dụng. Giờ phút này. Vừa vặn thời gian cung đao kết thúc. Thế là. Trần Ninh nhìn khắp bốn phía, tòa cổ thành này thu hết vào mắt, trước mắt, có rõ ràng tin tức. Ta minh bạch. Trần Ninh nở nụ cười hớn hở. Biết tòa thành cổ này huyền bí cùng lỗ thủng, tiếp xuống chính là phá giải. Cùng lúc đó. Chu nhai theo cái này gió nguyên tố mở ra vô hình con đường đi ra sau một hồi. Bỗng nhiên trầm mặt xuống mày nhăn lại cái khác phong thần tộc người không rõ ràng cho lắm liền cũng dừng ở tại chỗ chờ đợi lúc này chu hành lại phát hiện một mực đi theo bọn họ phía sau lạc vô mệnh chật 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 làm sao danh xưng thái nhất thần tộc chiến vô bất thắng tuyệt đại thiên kiêu giờ phút này lại muốn bắt chước lời người khác sao chu hành cùng cái khác phong thần tộc người đều là nở nụ cười lạc vô mệnh lạnh như băng nói đường này ngay tại dưới chân, ta muốn như thế nào đi liền như thế nào đi. Miệng cũng thật là cứng a. À. Không biết thực lực của ngươi có phải là cùng theo như đồn đại cứng như vậy đâu. Chu hành mắt lộ ra tinh quang, có chút kích động. Đúng lúc này. Tòa cổ thành này chợt bộc phát ra một trận cao ngất ánh sáng. Trong hư không. Phản phất có cối xây chuyển động thanh âm. Một lát sau. Trên đường chân trời, một đạo hư ảo quan ảnh nổi lên đám người chu hành không khỏi kích động lên tiếp lấy bọn họ lại nhìn về phía chu nhai tộc huynh dễ dàng như thế liền phá giải tòa cổ thành này mê cung quả thực là quá mạnh quả nhiên không phải thái nhất thần tộc một ít tự xưng chiến vô bất thắng gia hỏa có thể so sánh qua giờ phút này nghe này tán dương lời nói chu nhai lại là cười khang nói việc rất nhỏ trên thực tế trong lòng của hắn có chút kỳ quái mê cung này căn bản cũng không phải là hắn phá giải ra hắn đi theo gió nguyên tố một đường lại tới đây sau đó liền phát hiện cái này gió nguyên tố không chỉ có không có tiếp tục mở con đường ngược lại là muốn dẫn lấy đám người một lần nữa trở lại nguyên điểm cũng chính là nói hắn phá giải thất bại nhưng lúc này trong hư không nổi lên quan ảnh nhưng lại nói rõ mê cung này đã là bị phá giải mở là ai nhưng giờ phút này không khỏi hắn suy nghĩ nhiều trong hư không cái kia đạo hư ảo chi ảnh tất nhiên chính là ẩn chứa cơ duyên quả nhiên trong hư không cái kia đạo hư ảo chi ảnh giờ phút này chậm rãi mở miệng bây giờ là năm nào tháng nào theo thoại âm rơi xuống trong tòa cổ thành này cảnh vật nhanh thay đổi đại địa cũng bắt đầu rung động một lát sau đám người Trần Ninh cùng Chu Nhai một nhóm lần nữa chạm mặt. Mà tại đỉnh đầu bọn họ trên không. Chính là cái này một tôn hư ảo chi ảnh. Cách gần đó, liền thấy rõ cái này hư ảo chi ảnh bộ dáng, rõ ràng là một cái lão quy. Lão quy dương mắt đánh giá trước mắt một đám tiểu gia hỏa, lặp lại lời vừa rồi. Bây giờ, là năm nào tháng nào? Chu nhai không kiêu ngạo không tự ti, chắp tay nói, vị này tiền bối, bây giờ cách thượng cổ thần ma một trận chiến đã qua mấy trăm ngàn năm vậy mà như thế xa xưa rùa hình hư ảnh trong giọng nói tràn đầy bi thương sau một hồi nó mới thở dài một tiếng nói đã có người có thể đem ta tỉnh lại vậy liền đem ta này không quan trọng thủ đoạn truyền thừa tiếp đi nghe được lời này tất cả mọi người là thần sắc sáng lên quả nhiên phá giải tòa cổ thành này mê cung sau tương ứng cơ duyên liền xuất hiện ở trước mắt. Chương 535, truyền thụ thần thông, hòa địa vi lao. Trong hư không, rùa hình hư ảnh nhàn nhạt mở miệng, có thể phá giải ta lưu lại dưới mê cung, chính là thích hợp nhất chịu ta truyền thường người, mời lên đến đây đi. Theo thanh âm rơi xuống, phong thần tộc tất cả mọi người là không khỏi nhìn về phía chuông nhai rất rõ ràng cái này thường cổ lão quy muốn đem thủ đoạn truyền cho phá giải mê cung người mà phá giải mê cung người đúng là bọn họ phong thần tộc truyền nhân chu nhai tộc huynh lạc vô mệnh thấy thế cũng là hơi có chút ao ước chỉ là chu nhai giờ phút này lại bất vi sở động không phải hắn không muốn mà là mê cung này cũng không phải là từ hắn phá giải hắn chẳng thể nghĩ tới cái này lão quy thế mà muốn lấy điều kiện như vậy đến truyền thụ truyền thừa tộc huynh ngươi vì sao không động a à? chu hành hơi nghi hoặc một chút đúng lúc này vượt quá hết thảy phong thần tộc nhân ý liệu một màn xuất hiện chỉ thấy được cách đó không xa trần ninh từng bước một tiếng về phía trước đạp đi đi tới cái này rùa hình hư ảnh phía trước chu hành không khỏi cười khẩy nói uy ngươi là không nghe rõ sao vị này tiền bối nói là phá giải mê cung người tiếp nhận truyền thừa. Không phải ngủ mơ hồ người tiếp nhận truyền thừa. Câu nói này cũng dẫn tới cái khác phong thần tộc người cười ha ha. Bọn họ lúc đầu đều là đối trần ninh cái này thánh nhân hậu kỳ cảnh giới người rất là tò mò. Kết quả, tự phát hiện mê cung này khốn cục sau, trần ninh vẫn luôn là không có bất luận cái gì hành động, chỉ là ngủ gật nghỉ ngơi. Bọn họ tự nhiên không cách nào đem Trần Ninh liên tưởng thành phá giải mê cung người. Duy chỉ có chu nhai nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, thật chẳng lẽ là hắn. Lạc vô mệnh nhìn thấy Trần Ninh đi tới, cũng là yên lặng lắc đầu, mặc dù Trần Ninh đánh bại hắn. Nhưng hắn đi theo phong thần tộc một nhóm hồi lâu, cũng là tận mắt nhìn đến chu nhai thừa nhận là hắn phá giải mê cung. Giờ phút này Trần Ninh đứng ra thay thế, một hồi nữa sợ là sẽ phải bị đánh mặt. Hắn cho rằng, lão quy này đã nói muốn truyền cho phá giải mê cung người, như vậy nhất định có phần phân biệt phương pháp thay thế cũng không phải dễ dàng như vậy thay thế thế là lạc vô mệnh cũng chuẩn bị nhìn trần ninh trò cười không chỉ có là hắn phong thần tộc một đoàn người cũng đều mang theo trào ý nhìn chăm chú lên trần ninh đi tới rùa hình hư ảnh phía trước chờ lấy nhìn hắn như thế nào xấu mặt vậy mà cái này lão quy chỉ là nhàn nhạt nhìn trần ninh một chút tiếp lấy liền từ nó cái này mai rùa phía trên dân lên một vệt ánh sáng trạch. Rơi vào trần ninh trong tay. Pháp này tên gọi họa địa vi lao, chính là đại thần thông, có thể sửa đổi địa thế, năm đó, ta từng dùng tại đây thần thông, vây khốn 72 ma thần, ngươi lại hảo hảo nghiên tập. Nhìn thấy lão quy thế mà cứ như vậy tùy tiện đem này truyền thừa giao cho Trần Ninh. Chu Hành không khỏi bật thốt lên, tiền bối, hắn cũng không phải là mê cung này phá giải người, còn xin ngài minh giám. Nghe vậy. Rùa hình hư ảnh nhìn về phía hắn. Thẳng nhiên nói, hắn đã không phải, như vậy ngươi nói là ai phá giải tại đây cục. Hồi tiền bối, chân chính phá giải mê cung chính là chính là tộc ta huynh chu nhai. Nghe đến lời này. Chu nhai không bình tĩnh, nghĩ đi ngăn lại đối phương lại nói tiếp. Kết quả. Chu hành lúc này đã cất bước tiến lên ông quyền nói, còn xin tiền bối chớ có bị này đạo chích chi đồ lừa bịp. Hắn. Rùa hình hư ảnh nhìn về phía chu nhai, nói, nếu là ngươi phá giải mê cung, vậy ngươi nói một chút, ngươi là như thế nào phá giải? Tộc ta huynh phong chi đại đạo tu luyện đến cực hạn, nhưng chỉ trích gió nguyên tố mở con đường. Đây chính là tộc ta huynh phương pháp phá giải. Nghe tới chu hành lời nói. Chu nhai giờ phút này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn tu hành đến nay, đều không có lâm vào qua như thế quẩn cảnh. Lúc này, cái này lão quy sau khi nghe xong lại là nở nụ cười như thế bình thường thủ đoạn nếu là có thể phá vỡ ta bày mê cung vậy ta đây họa địa vi lao thần thông các ngươi cũng đừng học bên ngoài vận dụng chỉ biết bị xem như trò cười hiển nhiên đây là tôn này rùa hình hư ảnh ngạo khí nghe vậy chu hành cái này đắc chí vừa lòng tiếu dung cứng ở trên mặt con kia lão quy như thế nói thẳng lại nhìn chu nhai tộc huynh giờ phút này cũng là không nói một lời càng thêm chứng thực lão quy thuyết pháp. Không chỉ là hắn, Lạc Vô Mệnh nghe được lời này cũng là sắc mặt có chút khó coi, vậy mà thật là Trần Ninh phá giải. Hắn đột nhiên có chút hối hận. Nhưng càng nhiều lại là phẫn hận, hắn giờ phút này đã trời đội, trở lại đi hắn đem mất hết mặt mũi, chỉ có thể một con đường đi đến đen độc hành xuống dưới. Bởi vậy, oán niệm tỏa ra, nếu là Trần Ninh sớm đi thời điểm đem mê cung này phá giải, hắn cũng không đến nỗi thoát ly đội ngũ, nhưng lúc này, lại là không có đường quay về. Thế là, lạc vô mệnh không còn lưu tại nơi đây, thân hình lóe lên, hướng ngoài thành lao đi, lúc này mê cung đã phá, hắn cũng tự nhiên có thể rời đi tòa cổ thành này. Nhìn qua lạc vô mệnh bóng lưng rời đi, lạc vô hà khẽ thở dài một cái, cũng là không thể làm gì. Phong thần tộc tộc nhân thì đều là trầm mặt lại. Chu nhai không nói một lời, đã chứng minh lão quy nói tới không sai. Mê cung này, vậy mà thật là cái này thái nhất thần tộc người phá giải. Đem thủ đoạn truyền thụ xong, lão quy hư ảnh liền dần dần tiêu thất. Trần Ninh hướng cái này rùa hình hư ảnh ông quyền thi lễ, đưa nó cuối cùng đoạn đường. Như thế, tòa cổ thành này bí mật liền thành công phá giải. Đang lúc Trần Ninh mấy người chuẩn bị lúc trời đi. Một đạo đạm mạc thanh âm đột nhiên vang lên, các ngươi nếu là đem cái kia đạo đại thần thông giao ra ta liền thả các ngươi một ngựa mở miệng người chính là chu nhai ngươi đây là chứa không nổi đi a à, một mực trang khiêm tốn hữu lễ giờ phút này lại là nhìn không được bộc lộ ra chân thực một mặt trần ninh nhìn qua đối phương bình tĩnh khuôn mặt cười nói tùy ngươi nói như thế nào trước đó chúng ta cũng vô lợi ích xoắn suýt giờ phút này cùng các ngươi tranh chấp là vì đạo này thần thông thất phu vô tội mang ngọc có tội. Thật là vì đạo này thần thông sao? Trần Ninh tự tiếu phi tiếu nói, ta nếu là đem đạo này thần thông ngoan ngoãn đưa ngươi đây. Nhìn thấy đối phương không nói gì. Trần Ninh không khỏi cười nói, ha 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 ha, ngươi cũng không phải là vì đạo này thần thông, ngươi chỉ bất quá nghĩ ra một hơi, tìm về chút mặt mũi thôi, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Giao ra đạo này thần thông, các ngươi có thể rời đi. Chu nhai tự nhiên sẽ không thật thừa nhận, đồng thời hắn cũng tin tưởng trần ninh sẽ không đem đạo này thần thông giao ra này thần thông ta chính là cho chó ăn cũng không có khả năng đưa ngươi a à, chỉ bất quá tại ngươi động thủ trước đó ta muốn ngươi lại cân nhắc rõ ràng có phải là thật hay không muốn xuất thủ chớ có hối hận trần ninh nghiêm mặt mở miệng thần sắc trở nên nghiêm túc lên nhiều lời vô ích chu nhai thoại âm rơi xuống ở một bên đã sớm không kịp chờ đợi đám người chu hành lập tức chiến ý tiêu thăng. Giờ phút này, thái nhất thần tộc mạnh nhất lạc vô mệnh đã rời đi. Đối phương chỉ có ba người, mà phía bên mình có trọn vẹn tám người. Ưu thế to lớn. Các ngươi lần này, chấp cánh khó thoát. Chu hành cười lạnh một tiếng. Nâng lên cánh tay, mấy ngàn đạo phong nhận huy động mà ra cái khác phong thần tộc người cũng đều tế ra từng đạo binh khí, từng đạo pháp bảo, nguyên khí tướng ngược, thánh nhân lực lượng phun trào. Mảnh không gian này tràn ngập túc sát chi khí. Nhưng chuông nhai cũng không có xuất thủ, hắn chỉ là mặt không biểu tình quan chiến lấy. Bởi vì, chu hành tuy là phong thần tộc thế hệ trẻ tuổi nhân vật số 2, nhưng đó là bởi vì có hắn áp chế, trên thực tế, chu hành thực lực, cũng là cường hoành hết sức. chương 536, đại chiến bộc phát, hộ thân thủ đoạn. Phong thần tộc xuất thủ trong 7 người, ba người đại thánh sơ kỳ, ba người đại thánh trung kỳ, lại thêm đại thánh hậu kỳ chu hành. Đã là 10 điểm cường thế đội hình. Giờ phút này, là khuynh thành một mình mặc đối hai vị đại thánh trung kỳ vây công. Trần Ninh đối chiếu chủ động tìm tới hắn ba vị đại thánh sơ kỳ đối thủ. Về phần chu hành, cộng thêm một cái đại thánh trung kỳ phong thần tộc người thì là đối chiếu lạc vô hà theo chu nhai nói cái này lạc vô hà so lạc vô mệnh còn muốn đau đầu chu hành mới không dám chủ quan lại mang lên một cái giúp đỡ mà chủ động tìm tới trần ninh ba cái kia đại thánh sơ kỳ cũng là chiến ý bừng bừng các ngươi đây là nhìn ta thánh nhân hậu kỳ tu vi cho nên mới bắp quả hồng mềm đến trần ninh nhìn qua đối diện ba cái đối thủ mỉm cười tiếp lấy hắn có chút đáng tiếc nói đừng trách ta là các ngươi chu nhai tộc huynh để các ngươi đi đến đầu này tuyệt lộ Giỏng dạc ba cái kia phong thần tộc người lập tức tức giận nhao nhao oanh ra cường chiêu từng đạo lóc xoáy bảo táp đột ngột từ mặt đất mọc lên ép hướng thân thể trần ninh mặt đối bực này thế công trần ninh chỉ là tay áo vung lên tứ ngược lốc xoáy bảo táp lập tức sụp đổ liên quan lấy cái này ba vị xuất thủ đại thánh sơ kỳ người cũng đều phấn thân toái cốt thần hồn đồng loạt chôn vùi thấy cảnh này chu nhai không khỏi con ngươi co rụt lại một chiêu chỉ cần một chiêu liền đánh giết ba vị đại thánh sơ kỳ đối thủ quả nhiên như hắn sở liệu cái này thánh nhân hậu kỳ thái nhất thần tộc người không đơn giản a à? trong điện quan hỏa thạch trần ninh thân ảnh biến mất lại xuất hiện thời điểm đi tới lạc khuynh thành bên cạnh giờ phút này là khuynh thành một mình nên chiến hai vị cùng cảnh giới cường giả, cũng là có chút phí sức, đây cũng không phải là nàng quá yếu. Mà là phong thần tộc dù sao cũng là thê đội thứ hai thần tộc. Cái này hai cái ra tay với nàng tộc nhân cũng đều tư chất kinh người, gió thần văn trải rộng hai tay hai chân, thủ đoạn cũng đều là tàn nhẫn. Sư tỷ ta đến giúp ngươi. Trần Ninh khẽ cười một tiếng, tam sắc lôi đình đánh tung mà ra. Lập tức, nơi đây lâm vào một mảnh lôi đình hải dương. Ất một chính lôi, quỳ thủy âm lôi, tru tà thần lôi giao hòa hội tụ, cái này hai cái đại thánh trung kỳ phong thần tộc tiểu bối lập tức tán thân lôi đình trong hải dương. Thậm chí liền kêu thảm đều không phát ra tới. Liền hài cốt không còn. Là khuynh thành mấp mấy môi đỏ mộng nói, cảm tạ. Không khách khí, sư đệ giúp sư tỷ, thiên kinh địa nghĩa. Trần Ninh cười ha ha một tiếng. Lúc này, liền cùng chu hành cùng một vị khác đại thánh trung kỳ cường giả giao chiến lạc vô hà thấy tình cảnh này, không khỏi thất lạc nói, Trần Huynh đệ thương hương tiếc ngọc, vô hà đành phải một mình nghênh địch. Nghe tới hắn này có chút u oán lời nói. Trần Ninh không khỏi cười nói, thực lực của ngươi ta rõ ràng, bọn họ còn không làm gì được ngươi. Lúc này, chu nhai tròn mắt tận nước, trong mắt chứa hung quang, Trần Ninh lấy thế xét đánh lôi đình liên sát hắn năm vị đồng tộc người, hắn tự nhiên không thể lại thờ ơ ngươi thật to gan dám giết tộc nhân ta chu nhai toàn thân tách ra ngút trời khí tức dẫn tới hư không run rẩy trần ninh lập tức lộ ra một bộ nhìn hai cánh tay biểu lộ nói ngươi thật giống như có cái này bệnh nặng ta không giết bọn họ chẳng lẽ chờ lấy bọn họ tới giết ta sao chu nhai sầm mặt lại mắt lộ ra sát cơ ta đích xác xem thường ngươi nhưng con đường của ngươi dừng ở đây dứt lời chu nhai hai tay hợp lại cùng nhau Mười ngón giao nhau, trong khoảnh khắc, hư không bên trong, mấy chục đạo lốc xoáy bão táp điên cuồng cuốn lên mà đến. Phản phất muốn đem thiên địa đều bao phủ lại. Thật mạnh. Xa xa lạc khuynh thành đôi mắt đẹp ngưng lại, chu nhai cảnh giới mặc dù giống như chu hành đều là đại thánh hậu kỳ, nhưng tuyệt không phải một cái khái niệm. Trần Ninh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhìn qua này khủng bố thế công, cũng biết rõ thực lực của đối phương không thể khinh thường tam sắc lôi đình phóng thích mà ra, chống lại. Thiên địa một mảnh tiếng vang. Thế xét đánh lôi đình cùng gió bão vòi rồng chạm vào nhau, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quan. Là khuynh thành ngọc thủ nắm lấy kiếm lạc thần, cũng là chém ra một đạo kiếm quan, đi giúp Trần Ninh đối kháng trong đó một cơn bão vòi rồng. Chu nhai thấy một kích không có kết quả. Thân thể bên trên không khỏi hiện ra từng đạo gió thần văn. Lớn người mà đến. Trần Ninh thấy thế, đem chân long chi thể thôi động đến cực hạn, cùng với nhục thân tương bính. Nhưng đối phương lựa chọn cận chiến, đã nói hắn cũng là am hiểu nhất đạo này. Quả nhiên. Trần Ninh quyền đánh tới hướng Chu Nhai thời điểm, tự hồ đánh về phía vòng xoáy đồng dạng, ly kỳ chết đi vị trí, loại cảm giác này có chút cùng loại tiểu hòa thượng Phật Quan hộ thể. Tự hồ bất luận cái gì công kích đều không thể chạm đến Chu Nhai. Khó có thể lý giải được đi. Chu nhai cười sang sảng một tiếng, ngươi căn bản là không có cách công kích đến ta. Đang nói. Chu nhai một chưởng đẩy ra. Khắc ở Trần Ninh trên lòng ngực. Bất quá. Trần Ninh đồng dạng là bất động như núi. Nhìn thấy bản thân một kích toàn lực vậy mà không có đạt hiệu quả, Chu nhai không khỏi sững sờ, thái nhất thần tộc có ngươi tại, tương lai tất có cuộc khởi cơ hội, đáng tiếc, ta sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi thông huyền thiên. Xảo, ta cũng không muốn xem ngươi còn sống rời đi trần ninh nhếch miệng cười một tiếng đáy lòng thì là tại suy nghĩ như thế nào đối phó chu nhai cái kia quỷ dị hộ thân thủ đoạn bây giờ hỏa nhãn kim tinh còn tại làm lạnh bên trong xem ra nếu muốn những biện pháp khác cùng lúc đó nhìn thấy chu nhai xuất thủ đối phó trần ninh lạc vô hà trong ánh mắt hiện lên một tia lo lắng xem ra ta bên này cũng muốn hơn một chút lạc vô hà tự nói một tiếng nhưng một màn này rơi vào chu hành cùng cái này đại thánh trung kỳ trong mắt cường giả lại là để bọn họ có chút tức giận chu hành huy động gió lốc ngưng tụ thành cự kiếm điên cuồng chém mà đến miệng bên trong quát cho ta hai người tác chiến còn dám phân tâm muốn chết đồng thời cái này một người khác trên thân gió thần văn lấp lóe quan huy toàn lực thôi động trong tay bảo vật oanh ra một mảnh lóa mắt thanh quan phong kín lạc vô hà đường lui. Hai người phối hợp phía dưới. Thế tất yếu thông qua một kích này trọng thương lạc vô hà. Cái sau nhìn thấy hai người hợp lực thế công, cũng không còn bảo lưu, hắn phải nhanh một chút đi chi viện Trần Ninh, Liên toàn lực thôi động hỗn loạn thanh khí. Chỉ một thoáng. mãnh liệt như nước thủy triều hỗn loạn thanh khí một mạch phóng thích mà ra, cuốn lên chu hành vác lên gió lốc trên đại kiếm. Liền gặp được. Cơn lốc kia đại kiếm ầm vang vỡ vụn. Biến thành vô số gió nguyên tố. Chu hành biến sắc. Tiện tay oanh ra từng đạo phong nhận đánh tới, muốn thừa dịp lạc vô hà thôi động hỗn loạn thanh khí đi đối phó một cái khác phong thần tộc người phòng thủ trống rỗng thời điểm, một kích thành công. Bất quá. Chu hành hiển nhiên là không ngờ đến lạc vô hà dự trữ đến cỡ nào kinh người. Giờ phút này toàn lực thi triển phía dưới. Hỗn loạn thanh khí cuồn cuộn không dứt, tại tan rã cái này phong thần tộc người thế công đồng thời còn có thể phân ra nhánh sông hội tụ hướng chu hành bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến đem chu hành thân thể bao khỏa sau một khắc chu hành chỉ cảm thấy thân thể bên trong khí hải đều bị khuấy động phân giải thành vô số nguyên khí nguyên khí tại thể nội tứ ngược tán loạn chấn động nhục thân chu hành không khỏi phun ra một chùm huyết vụ thân hình hướng xuống đất rơi xuống Phong thần tộc vị kia đại thánh trung kỳ cường giả thấy tình cảnh này, muốn đi cứu viện, nhưng vừa vặn ở thời điểm này, lạc vô hà cái này thân ảnh phiêu giật đuổi đến. Một chưởng đánh nát đối phương đỉnh đầu. Lạc vô hà không phải đối tất cả mọi người nhân từ nương tay, hắn chỉ giới hạn ở người mình. Chương 537, ẩn dấu thực lực, tộc trưởng an bài chu hành thân hình rơi xuống dưới lạc vô hà cong ngón búng ra một đạo ánh sáng màu xanh bắn tới xóa bỏ chu hành một tên khác đại thánh trung kỳ phong thần tộc người cũng là bị lạc vô hà đập nát đỉnh đầu tại chỗ vẫn lạc cùng lúc đó chu nhai cũng bắt đầu hung ác thế công muốn nhanh chóng giải quyết hết trận ninh sau đó lại đi đối phó cái này để người đau đầu lạc vô hà lạc vô hà thủ đoạn có chút khắc chế với hắn một khi Lạc Vô Hà bước ra đến giúp Trần Ninh, lại thêm cái này là khuynh thành lượt trận, ba đánh một, Chu Nhai cũng không cảm thấy bản thân có thể chống đỡ được. Thế là, hắn chiêu chiêu đoạt mệnh, bỏ qua một bộ phận phòng thủ, truy cầu cực hạn tiến công. Bởi vì có cái này hộ thân thủ đoạn tại, Trần Ninh cũng căn bản không có khả năng đánh trúng hắn. Đây mới là hắn ý vào. Ngươi gấp. Trần Ninh bắt được ý đồ của đối phương, bước chân lóe lên, tái xuất một quyền. Này một lần, lại không có bị cái kia quỷ dị phong chi vòng xoáy đẩy ra, mà là chính giữa chu nhai ngực. Phanh. Chu nhai thân hình bay rớt ra ngoài. Trần Ninh một quyền này, đánh ra từng đạo ống ánh lôi quang, lực phá hoại kinh người. Liền xem như đại thánh hậu kỳ chu nhai, chịu một quyền này. Cũng là ngũ tạng một trận lắc lư, khí huyết lưu động. Chu nhai lau đi khóe miệng vết máu, hắn nhìn chằm chằm Trần Ninh, không dám tin nói, ngươi làm sao có thể đánh chúng ta. Trần Ninh cười cười nói, mới vừa cùng ngươi so chiêu, vẫn luôn tại tìm tội ngươi cái này hộ thân thủ đoạn quy luật, tìm là tìm tới, nhưng ngươi nếu là có đề phòng cũng rất khó đột phá, ai bảo ngươi vội vã nghĩ giải quyết ta bỏ qua phòng ngự đây. Cảm giác của ngươi thế mà tới cảnh giới như thế. Chu nhai trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, tiếp lấy hắn thân ảnh bay lên mà lên, liền nghĩ thoát đi nơi đây hắn hiện tại bị thương. Đợi đến lạc vô hà chi viện tới lời nói, hắn thua không nghi ngờ. Bất quá. Lúc này đã muộn. Lạc vô hà thân ảnh đuổi tới. Tay phải dương lên, hỗn loạn thanh khí cùng cuộn mà đến. Mặt đối lạc vô hà, chu nhai hộ thân thủ đoạn liền không có tác dụng gì, đây cũng là trước đó hắn không muốn cùng thái nhất thần tộc người giao thủ nguyên nhân một trong. Đối phương hỗn loạn thanh khí quá biến thái. Thái nhất thần tộc thế hệ này, thật đúng là ra chút nhân vật khó lường a, à, bất quá, ta nếu muốn đi, các ngươi cũng quả quyết lưu không được ta." Chu Nhai cười to mở miệng. Sau một khắc, một đạo trên trăm trượng bàn tay màu xanh liền bao phủ lại Chu Nhai thân ảnh. Hắn kinh ngạc phát giác, bản thân bị khí tức kia áp chế, không thể động đậy. Cái này trăm trượng trên bàn tay, hỗn loạn thanh khí lưu chuyển. Khí tức khủng bố Rõ ràng là lạc vô hà oanh ra một chưởng. Này! Làm sao có thể? Chu nhai trong thanh âm tràn ngập sợ hãi, hắn bỗng nhiên bối rối lên. Lạc vô hà thanh âm bình thản, phong thần tộc năm đó khắp nơi ức hiếp ta thái nhất thần tộc, bây giờ, nên là còn chút trướng thời điểm. Nói xong. Cái này bàn tay màu xanh áp chế mà dưới. Triệt để nghiền nát chu nhai thân ảnh. Mẫn diệt hắn sinh cơ nhìn thấy một màn này, Trần Ninh trong lòng một mảnh chấn động. Vừa mới lạc vô hà chỗ thể hiện ra thực lực, toàn diện áp chế Chu Nhai, coi như Chu Nhai đã thụ thương, nhưng cũng không thể bị áp chế triệt để như vậy. Điều này nói rõ, lạc vô hà vẫn luôn tại ẩn dấu thực lực. Thế là Trần Ninh nghiêm túc nhìn về phía hắn, nói, ngày ấy ngươi tại trên đài đấu võ là cố ý thua cho ta. Lạc vô hà bình tĩnh nhìn xem Trần Ninh cười nói, Trần Huynh Đệ, hết thảy đều là tộc trưởng ý tứ, vô hà chỉ có ẩn dấu thực lực tiến vào thông huyền thiên bên trong, mới có thể không động thanh sắc làm một số việc. Cho nên, này cuối cùng ban thưởng. Ban đầu chính là chuẩn bị cho ta. Trần Ninh thì thào mở miệng. Sau một lúc lâu, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nếu là như vậy, như vậy, thái nhất tộc trường cùng vũ hoàng quan hệ, tuyệt không phải truyền ngôn bên trong như thế thủy hỏa bất dung. Hai cái lão đầu là tại hạ một bàn lớn cờ a. À. Trần huynh để chớ trách. Lạc vô hà có chút ấy nấy. Trần Ninh khoác tay một cái nói, không quan trọng, đột nhiên phát hiện trong đội ngũ có đại lão cũng cũng không tệ lắm, như vậy lần này thông huyền thiên chi hành, liền toàn bộ dựa vào ngươi. Trần huynh để yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ các ngươi. Sau đó không lâu, ba người rời đi tòa cổ thành này tại này mảnh thông huyền thiên thế giới chính thức thăm dò. Một đường tiến lên, nghe lạc vô hà giảng thuật, này mảnh thông huyền thiên thế giới bên trong, chủ yếu lấy tam đại hoàng triều làm chủ. Cái khác rất nhiều thế lực, thì đều là ý lại này tam đại hoàng triều sinh tồn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tam đại hoàng triều kỳ thật chính là thượng cổ thần ma chi chiến bên trong, ba vị thần hậu duệ nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, này tam đại hoàng triều cùng thần tộc không sai biệt lắm, nó dòng chính đều là có được dòng máu của thần. Bây giờ Trần Ninh ba người thân ở mảnh đất này giới, cũng chính là Thánh Linh Hoàng Triều Trì Hạ. Lúc này, rất nhiều nơi đều đã gián thiếp lấy hoàng bản. Khắp nơi có thể thấy được. Trần Ninh dương mắt nhìn lên, trên đó nội dung đại khái là Thánh Linh Hoàng Triều mở tiệc chiêu đãi hạo thổ tới khách, phàm là hạo thổ thần tộc hậu duệ đều có thể đến hoàng cung dự tiệc. Đương nhiên, các đại thần tộc con cháu đều không phải người bình thường một cái bình thường mở tiệc chiêu đãi tự nhiên mời không đến cho nên hoàn bản cuối cùng liền viết rõ chân chính hấp dẫn người nội dung phàm là đến thần tộc hậu duệ đều có thể đạt được hoàng cung nhiều năm qua tìm kiếm mà đến cơ duyên manh mối đầu này có thể nói là thành ý mười phần cũng là rất nhiều thần tộc con cháu không cách nào cự tuyệt bọn họ đi tới thông huyền thiên vì chính là cơ duyên và truyền thừa nhưng muốn tìm ra bảo vật cơ duyên lại thường thường không dễ dàng như vậy rất nhiều đại cơ duyên cũng phải cần đặc biệt phương thức mới có thể mở ra còn nữa chính là rất nhiều bên ngoài bảo vật đều sớm bị dĩ vãng những cái kia thần tộc con cháu hoặc là thông huyền thiên bên trong người lấy đi bất quá dù cho trải qua nhiều năm như vậy bên trong vùng thế giới này không bị phát hiện cơ duyên lớn như cũ không thể tính toán thượng cổ trận kia thần ma chi chiến quá mức thảm liệt vô số cường giả nuốt hận ở đây đối hậu nhân đến nói nơi đây chính là một tòa bảo khố thông huyền thiên bên trong đào vàng giả số lượng thậm chí sau người tu hành còn nhiều đào vàng giả không riêng gì đào móc những cái kia chôn giấu bảo vật bọn họ vẫn sẽ đem rất nhiều đất kỳ dị ghi chép lại từ đó đem tình báo buôn bán ra ngoài thánh linh hoàng triều mánh khóe thông thiên tự nhiên lung lạc một nhóm lại một nhóm đào vàng giả bởi vậy thu hoạch rất nhiều cơ duyên bảo vật manh mối lúc này đem manh mối chia sẻ đưa những cái này từ hạo thổ mà đến thần tộc con cháu cũng giảm bớt bọn họ tìm kiếm thời gian cùng tinh lực trần huynh đệ chúng ta muốn hay không cũng đi hoàng cung đi một chút lạc vô hà mở miệng dò hỏi trần ninh lắc đầu thánh linh hoàng triều vì sao hảo tâm như vậy đem manh mối chia sẻ ra ở trong đó nhất định có chút kỳ quặc coi như không có kỳ quặc cũng nhất định có mưu đồ tóm lại thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Trần Huynh để câu nói này 10 điểm sâu sắc, Vô Hà cũng thâm biểu tán đồng. Lạc Vô Hà gật gật đầu. Trần Ninh lại nói, bất quá đây, chúng ta ngược lại là có thể tại phụ cận nghỉ ngơi, chờ đợi những cái kia từ trong hoàng cung cầm tới đầu mối gia hỏa sau khi ra ngoài. Chúng ta lại theo tới. Trần Huynh đệ, không hổ là ngươi. Lạc Vô Hà giơ ngón tay cái lên là Khuynh Thành cũng là đôi mắt đẹp chớp lên, buồn cười. Chương 538, bên đường khinh người, thiếu nữ Chi Chi. Đang lúc Trần Ninh ba người dự định tìm một chỗ điểm dừng chân thời điểm, liền nhìn thấy một người mặc mười điểm đơn sơ tiểu cô nương chẳng biết lúc nào đứng tại ba người bọn họ trước mặt. Lạc Vô Hà lập tức điều tra đối phương khí tức phát hiện cũng không tu vi, mới yên lòng. Lạc Khuynh Thành ngồi sống người xuống, ông Nhu nói, tiểu muội muội, ngươi là có chuyện gì không? Tiểu cô nương rụt trè mở miệng, các ngươi. Các ngươi là lần thứ nhất đến thành thánh linh sao? Đúng vậy. Lạc Khuynh Thành trong đôi mắt đẹp tràn đầy nhu hòa màu sắc. Cái này. Vậy ta có thể cho các ngươi dẫn đường, các ngươi nhưng. Có thể hay không mua một cái bánh bao cho ta? Tiểu cô nương tự hồ sợ bị cự tuyệt, nàng vội vàng nói bổ sung, ta đối thành thánh linh rất quen, chỉ cần một cái bánh bao liền tốt. Là khuynh thành không khỏi dâng lên một cổ thương tiếc chi tình. Trần Ninh cũng cảm thấy tiểu cô nương rất khả ái, liền đi cách đó không xa sạp hàng bên trên, mua một lòng bánh bao, khi hắn khi trở về, tiểu cô nương ánh mắt liền không dời qua, nhìn chầm chầm vào cái này nóng hôi hổi bánh bao. Trần Ninh đem bánh bao giao đến nàng nho nhỏ trong tay tiểu cô nương lại không vội vã ăn. Mà là cẩn thận cẩn thận thắt ở bên hông, nàng lộ ra một cái ngọt ngào tiếu dung, cảm ơn ca ca tỷ tỷ, các ngươi muốn đi đâu, chi chi dẫn các ngươi đi. Ngươi gọi chi chi a, à? Tên rất dễ nghe. Là khuynh thành hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi vì cái gì không ăn nha? Chi chi nghĩ. Muốn lưu đưa bà bà ăn. Tiểu cô nương cúi đầu nói. Nghe vậy. Lạc khuynh thành không khỏi có chút cảm động, nàng nhẹ nhàng dắt chi chi tay, ôn nhu nói, cái này chi chi mang bọn ta tìm một cái chỗ ở có được hay không? Không có vấn đề. Tiểu cô nương gật gật đầu. Liền cùng lạc khuynh thành đi ở phía trước. Trần Ninh cùng lạc vô hà thì là theo ở phía sau. Chậm rãi đi tới. Sau đó không lâu. Tại chi chi dẫn đầu dưới, liền đi tới thành thánh linh đường lớn phía trên. Tỷ tỷ, rất nhanh liền tới. Chi chi nhẹ nhàng mở miệng. Ân, tốt. Lạc Khuynh Thành nhu nhu cười một tiếng. Lại tại lúc này. Tòa này có chút náo nhiệt thành trì bên trong, lại bộc phát ra một trận huyên náo. Có mấy đạo khí tức cường đại xuất hiện. Trần Ninh cảm giác cực kỳ nhạy cảm, Lạc Khuynh Thành cùng Lạc Vô Hà cũng đều hướng phía đó nhìn lại. Chỉ thấy được, một cái khóe miệng mang nốt trùi đào vàng giả trang điểm người, liền lĩnh bốn cái thân hình cao lớn, cờ bắp hở ra nam tử to con. Trên đường đi về phía trước. Cái này đào vàng giả trong tay cầm một cái cùng loại với la bàn vật, tự hồ tại chỉ dẫn lấy phương hướng. Mà bị dẫn đầu bốn người mặc phục sức, lạc vô hà một chút liền nhận ra. Trần huynh đệ, những này là mang thần tộc người, tại một đám trong thần tộc, xếp hạng thứ ba thê đội. Lạc vô hà nhàn nhạt mở miệng. Trần Ninh cũng không nhịn được đem ánh mắt quan tại những người kia trên thân. Người cũng như tên, quả nhiên rất giống mang di. Giờ phút này, cái này khóe miệng mang nốt trùi đào vàng giả tựa hồ là cái này tìm kiếm phương vị vật mất linh, dẫn đến cái này kim đồng hồ không ngừng loạn chuyển. Hắn không khỏi hoảng, này nếu là làm hư hại, phía sau hắn mấy vị kia khẳng định sẽ lăng trì hắn. Thế là, hắn ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện một cái tựa ở một cây đại thụ bên cạnh liền dệt giỏ trúc lão ẩu, cái này đào vàng giả lập tức cái cầm dương lên, đi tới bà lão kia trước mặt, hét lên, người cái lão thái bà, không muốn sống a à, dám ngăn ở trên đường, phá hư ta này tìm thiên nghi phương vị, cút nhanh lên. Lão ẩu tự nhiên không dám tranh luận, liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là bởi vì nàng tuổi tác đã cao, lại thêm chân không tiện, hồi lâu đều không thể xê dịch vị trí. Cái này khóe miệng mang nốt trùi đào vàng giả nhìn thấy sau lưng mấy người hơi không kiên nhẫn, hắn lập tức thanh âm cất cao, một cước đem lão ẩu đạp bay xa một trượng. Thật lề mề. Chậm trễ mấy vị đại nhân đại sự, ngươi cũng đảm đương không nổi. Nói xong, hắn quay đầu hướng mang thần tộc bốn người lộ ra một cái nịnh nọc nụ cười nói, mấy vị đại nhân, chúng ta tiếp tục đi. Lại tại lúc này, một đạo tiếng khóc vang lên, bà bà một cái thân ảnh nho nhỏ chơi cũng như chạy tới đi tới bà lão kia bên người bà bà không có việc gì bà bà không có việc gì lão ẩu sợ chi chi lo lắng liền chật vật mở miệng cười chi chi đau lòng không thôi rơi lệ muốn đỡ lão ẩu ngồi dậy nhưng cái này đào vàng giả một cước lại không phải dễ chịu như vậy giờ phút này xương sườn đều là đoạn mất mấy sợi chi chi người muốn cho bà bà xuất khí sao lúc này một đạo thanh âm ôn hòa vang lên rất nhiều năm sau khi xưng bá thông huyền thiên một đời nữ thần vương nhớ tới năm đó cảnh tượng đó đến vẫn là sẽ lộ ra một vệt mỹ hảo tiếu dung chi chi ngẩng đầu nhìn thấy trần ninh cái này trương hết sức khuôn mặt dễ nhìn bạn nàng cũng không biết dũng khí từ đâu tới trùng điệp nhẹ gật đầu tốt vậy ngươi liền tự mình đi đưa bà bà xuất khí hắn làm sao đá bà bà ngươi liền làm sao đối hắn Trần Ninh rất vui mừng chi chi có thế có dạng này dũng khí. Lúc này, cái này khóe miệng mang nốt ruồi đào vàng giả cũng là nhìn ra Trần Ninh ba người có chút không giống hạng người tầm thường, liền mở miệng nói, mấy vị, loại này tầng dưới chót bình dân, không đáng đồng tình, ngài cũng đồng tình bất quá đến, tiểu nhân ở thành thánh linh đào vàng giả vòng tròn bên trong, cũng là có mấy phần danh khí, chúng ta hôm nay kết giao bằng hữu như thế nào? Nghe đến lời này là Khuynh Thành đã sớm là nổi nóng không thôi. Giờ phút này càng là mày liễu đứng đấy, liền nghĩ động thủ. Trần Ninh kéo nàng lại, lắc đầu. Là Khuynh Thành bỗng nhiên giống như là điện giật một dạng, nàng rút tay trở về, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện một vệt ửng đỏ. Giờ phút này, mang thần tộc người cầm đầu, cũng là nhận ra lạc vô hà, hắn không khỏi cười nói, nguyên lai là thái nhất thần tộc vô hà thần tử chúng ta mang thần tộc kính trọng nhất thái nhất thần tộc loại này đức cao vọng trọng tồn tại, không bằng chúng ta cùng cộng đồng tìm kiếm cơ duyên. Vô hà thần tử ý như thế nào? Lạc vô hà chỉ là có chút chấp tay nói, không cần. Xem ra. Vô hà thần tử là không cho ta lý mảnh mặt mũi A. À. Lý mảnh sắc mặt có chút khó coi, nhưng hắn cũng không tiện phát tác, mà lại, hắn cũng sẽ không ngốc đến mức vì một bộ mặt liền cùng lạc vô hà ra tay đánh nhau. Thế là Lý Mảnh liền quay đầu đối cái này khóe miệng mang nốt trùi đào vàng giả nói Tranh thủ thời gian mang ta chờ đi tìm tìm như lời ngươi nói đại cơ duyên Nếu là dám gạt ta, ta liền đem ngươi băm nuôi sói Không dám không dám, tiểu nhân sao dám lừa gạt chư vị đại nhân đây Cái này đào vàng giả lộ ra lấy lòng tiếu dung Liền dự định tiếp tục tiến lên Lúc này Trần Ninh Thanh âm nhàn nhạt vang lên, để ngươi đi rồi sao? cái này đào vàng giả còn chưa mở miệng. Lý Mạnh ánh mắt trầm xuống nói, vô hà thần tử, người này, có thể tìm kiếm cơ duyên vị trí, đối ta hữu dụng, chúng ta mang đi. Hắn cảm thấy, thái nhất thần tộc người đầu lĩnh hẳn là lạc vô hà, cho nên hắn cũng chỉ là cùng lạc vô hà thông báo một tiếng. Nhìn thấy mấy vị này đại nhân bảo đảm hắn, cái này khóe miệng mang nốt trùi đào vàng giả không khỏi có chút lực lượng, liền phải cất bước trời đi. Vậy mà, trần ninh cái này nhẹ nhàng thanh âm lại một lần truyền đến đánh người còn muốn đi không thể nào nói nổi đi giờ khắc này cái này một mực nhường nhịn lý mạnh rốt cục bộc phát hắn nhìn chằm chằm trần ninh nói thái nhất thần tộc bây giờ hậu bối đều như vậy nhuệ khí bức người sao tiểu tử cứng quá dễ gãy đạo lý ngươi hẳn là thạo a chương 539, ngươi nghĩ tu hành. Kỳ quái địa phương. Giờ phút này. Trên con đường này đã có một chút người vây quanh. Dù sao, cường đại như thế người tu hành, ngày bình thường thế nhưng là rất khó nhìn thấy. Gần nhất, lại là đột nhiên nhiều hơn. Rất nhiều bình dân tự nhiên không biết được nhiều như vậy, chỉ coi cái náo nhiệt nhìn. Mang thần tộc Lý Mảnh nhìn chầm chầm Trần Ninh trong ánh mắt lộ ra tầng một nghiêm trọng cảnh cáo ý vị, Trần Ninh lại làm như không thấy. Vô hà thần tử, người thái nhất thần tộc người đều như thế không có quy củ sao? Lý Mạnh thấy Trần Ninh không có nhượng bộ chi ý. Liền lại nhìn về phía lạc vô hà. Nói ra thật xấu hổ, lần này thông huyền thiên chi hành, lĩnh đội người cũng không phải là vô hà, mà là Trần Huynh Đệ. Trần Huynh Đệ ở trong tộc đấu võ bên trên đánh bại ta, cho nên lần này thông huyền thiên bên trong, hết thảy công việc đều là từ Trần Huynh Đệ quyết đoán. Lạc Vô Hà bình tĩnh tự nhiên mở miệng. Câu nói này, lại là để mấy cái kia mang thần tộc tộc nhân đều là giật mình. Lạc Vô Hà thế mà không phải lĩnh đội, hơn nữa còn chuyển qua gia hỏa này. Lý Mảnh cũng là hơi biến sắc mặt, hắn nhìn về phía Trần Ninh, nói, như vậy, ngươi muốn như thế nào xử trí việc này? Nhìn thấy vị đại nhân kia thế mà thả ra miệng. Cái này khóe miệng mang nốt trùi đào vàng giả lập tức hoảng hồn. Trần Ninh nhàn nhạt mở miệng, đương nhiên là ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng rồi. Lý Mảnh hạ giọng nói, coi là thật không cho ta một bộ mặt. Trần Ninh cười nói, vì lão huynh này, tiểu cô nương này ta nhìn hợp ý, huống hồ, ngươi cũng không cần thiết vì một cái đào vàng giả mà cùng ta thái nhất nhất tộc huyên náo quá cứng đi. Tốt, các hạ nói có lý. Lý Mảnh sầm mặt lại, lui trở về. Cái này khóe miệng mang nốt trùi đào vàng giả lập tức sững sờ, Hắn cuốn quyết mở miệng nói, "Đại nhân, đại nhân ngài không thể không quản tiểu nhân a. À. Tiểu nhân đều là vì mang ngài đi tìm cơ duyên a." À. Lý Mạnh bất vi sở động. Người trước mắt đối hắn mà nói, cùng một hạt hạt cát không có gì khác biệt, hắn sợ dĩ có chút không vui, càng nhiều là vẫn là thái nhất thần tộc Lạc Vô Hà cùng Trần Ninh không có đưa hắn mặt mũi. Lúc này, Trần Ninh hướng Chi Chi nói khẽ, "Chi Chi, ngươi hiện tại liền đi vì bà bà xuất khí đi." tiểu cô nương có chút sợ hãi. Cái này đào vàng giả thì là nhẹ nhàng thở ra, hắn hung dữ nhìn chầm chầm chi chi, chắc chắn có thể bị hù trụ đối phương. Lúc này, Trần Ninh cái này âm thanh trong trẻo vang lên, chi chi, hôm nay ngươi nếu là không gặp được chúng ta. Ngươi bà bà nói không chừng liền phải bị người kia khi dễ chết, cho dù may mắn qua hôm nay, về sau các ngươi vẫn khả năng bị càng nhiều người như hắn ức hiếp, là muốn cả một đời khúng núng, vẫn là có được dù là một cái chớp mắt dũng khí, toàn bộ từ ngươi quyết định. Nghe vậy. Chi chi trầm mặt hồi lâu. Bỗng nhiên, nàng nắm chặt nắm tay nhỏ, không biết dũng khí từ đâu tới, đi đến đào vàng giả trước người, giơ chân lên hướng phía trước đá vào. Phanh. Cái này khóe miệng mang nốt trụi đào vàng giả bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào lấp kính trên tường. Không chỉ là xương sườn đứt gãy. Liền nội tạng cũng là một trận lắc lư, từng ngụm từng ngụm ho ra bọt máu đến. Chi chi kinh ngạc đến ngay người, nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy mình chân, không thể tin được đây là bản thân làm được. Trên thực tế, đây là Trần Ninh trợ giúp nàng hoàn thành một cước này. Cũng là vì nàng ngày sau con đường tu hành phóng ra bước đầu tiên. Lý Mảnh nhìn thấy một màn này, sắc mặt âm trầm hết sức, nhưng hắn lại không thể phát tác. Lạc Vô Hà cũng đã là để người đau đầu tồn tại, mà Lạc Vô Hà nói người này còn mạnh hơn hắn, càng làm cho Lý Mạnh không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng khẩu khí này lại không phải tốt như vậy nuốt xuống. Các hạ tuổi trẻ khinh cuồng, ta Lý Mạnh kiến thức, sau này còn gặp lại. Nói xong. Mang thần tộc một đoàn người hầm hực trời đi. Trần Ninh đi tới lão ẩu bên cạnh, lấy ra một khỏa chữa thương đang dược, để chi chi uy lão ẩu ăn vào. Quả nhiên. Tại ăn vào đang dược sau, lão ẩu xương sườn liền một lần nữa nối liền, phục hồi như cũ như lúc ban đầu, thậm chí liền nguyên bản chân không tiện bệnh cũ cũng chữa trị. Lão ẩu cảm kích nhìn về phía Trần Ninh mấy người, liền phải quỳ lạy dập đầu, bị Trần Ninh nhẹ nhàng ngăn lại. Lúc này, Chi Chi đi đến Trần Ninh bên người, nhìn qua hắn, nghiêm túc hỏi, "Chi Chi có thể tu hành sao?" "Ngươi nghĩ tu hành?" ân Chi Chi trọng trọng gật đầu, chỉ có trở thành giống như ngươi cùng tỷ tỷ người lợi hại như vậy, mới mới có thể bảo vệ bà bà, mới có thể không bị khi dễ. Trần Ninh đầu tiên là cười một tiếng, mà là nghiêm túc nói, tốt, ngươi đã nghĩ, vậy ta liền đưa ngươi thử một chút cơ hội, đây là một bản đơn giản nhất thổ tức công pháp, ta chỉ cấp ngươi một ngày thời gian, dựa theo nội dung phía trên đi luyện tập, nếu như có thể học được loại này thổ tức phương pháp. Đã nói ngươi có tư cách đạp lên con đường tu hành. Kỳ thật, Trần Ninh cũng hy vọng nạn có thể thành công, dù sao, coi như mình cho nàng lưu lại lại nhiều tiền tài hoặc là pháp bảo nếu là mình không cường đại cuối cùng đều lưu không được thế nhưng là này đơn giản một bản thổ tức công pháp đối với một cái người bình thường cũng là cực kỳ khó khăn thời gian một ngày có thể nói là to lớn khiêu chiến chi chi trong mắt lại lóe sáng lên chỉ cần có cơ hội thuận tiện nàng liền có thể đi nhìn thử một chút là khuynh thành lĩnh hội tới trần ninh dụng tâm lương khổ cũng là cười khẩy một tiếng nàng cũng là hy vọng cái này đáng thương cô nương có thể bắt lấy cơ hội này đúng rồi ca ca các ngươi cùng những người kia một dạng đều là thế giới bên ngoài đến sao chi chi ngửa đầu hỏi đúng vậy a à? trần ninh cười khẩy một tiếng vậy các ngươi nhất định cũng là tại tìm bảo vật a à? chi chi nhỏ giọng nói chi chi biết một chỗ chi chi từng có một lần ở nơi đó lạc đường đụng phải một cái giống như bà bà một dạng người nàng giúp chi chi dọa đi trên núi mảnh thú bất quá lão bà bà kia giống như không thể rời đi ngọn núi kia trần ninh ba người đều là ánh mắt khẽ nhúc nhích chi chi gặp phải rất có thể chính là cái nào đó cường giả một vệt tàn hồn nếu là như vậy chỗ kia nói không chừng cũng sẽ có cơ duyên tồn tại chi chi ngươi còn nhớ rõ cái chỗ kia sao trần ninh hỏi ngay tại tiểu thanh sơn phía sau ta mang các ngươi đi thôi chi chi nhảy cẩn lên bởi vì nàng cho là mình rốt cục có thể giúp một tay là khuynh thành lại lắc lắc đầu nói chi chi chính chúng ta đến liền tốt ngươi còn muốn chiếu cố bà bà không phải sao còn có kia bản công pháp cũng muốn luyện tập ngoan ngoãn ở nhà chờ chúng ta có được hay không ân ừ, cái này chi chi chờ ca ca tỷ tỷ trở về rất nhanh trần ninh ba người xuất phát tiến về chi chi nói tới tiểu thanh sơn nơi đây bóng cây trùng điệp xanh ung tùm nguyên khí cũng phá lệ nồng đậm đồng thời còn gặp được đồng dạng tại tòa này Tiểu Thanh Sơn thăm dò một đoàn người. Mấy người kia, đều là khí tức cường đại, một người trong đó, là người quen biết cũ, chính là hắc ám thần tộc sĩ tinh quân. Giờ phút này, nhìn thấy Trần Ninh ba người. Bọn họ cũng hết sức kinh ngạc, liên quan tới nơi đây manh mối, bọn họ thế nhưng là từ thánh linh hoàng triều hoàng đế trong tay cầm tới. Hắc ám thần tộc chuyến này chia vì hai cái đội ngũ. Đều có sáu người. Với tư cách bác đại thần tộc một trong, bọn họ tiến vào thông huyền thiên danh ngạch chừng 12 người, lúc này gặp phải chính là hai cái trong đội ngũ trong đó một chi. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Sĩ tinh quân lập tức hướng bên cạnh người kia giới thiệu nói, hắn chính là Trần Ninh, cửu châu giới sâu kiến. Trần Ninh ba người cũng chú ý tới sĩ tinh quân bên cạnh người kia. Người này, lộ ra một cổ cực đoan khí tức nguy hiểm. Đứng chắp tay, giữa lông mày còn có một sợi màu đen ấn ký. Chương 540, tuyệt đại sông kiêu, kỳ quái lão ẩu. Hắc ám thần tộc hai nhánh đội ngũ, mỗi một cầm đều có một cái đầu lĩnh nhân vật, sĩ tinh quân bên cạnh người, chính là bọn họ chi đội ngũ này đầu lĩnh. Người này tên gọi sở cuồng ca. Hắc ám thần tộc tuyệt đại sông kiêu một trong. Người chính là trần ninh sở cùng ca nhàn nhạt mở miệng nhìn không ra hỉ nộ trần ninh vẫn chưa nói chuyện chỉ là nhìn chằm chằm đối phương người này đưa người một loại cực đoan cảm giác nguy hiểm cũng không có thế khinh thường đem trần ninh giao cho chúng ta về phần hai vị này có thể rời đi tòa này tiểu thanh sơn bên trong cơ duyên ta hắc ám thần tộc muốn lời này sao mà bá đạo hoàn toàn không đem lạc vô hà hai người để ở trong mắt lạc vô hà không khỏi cười nói thông huyền thiên bên trong cơ duyên truyền thường người có duyên có được quý tộc bá đạo như vậy là đang chất vấn bác đại thần tộc cộng đồng định ra quy tắc sao ngươi là lạc vô hà sở cùng ca nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói ta còn không có tìm các ngươi tính sổ sách các ngươi ngược lại như thế không thức thời hắn nói trướng chỉ tự nhiên là vũ hoàng bảo vệ trần ninh một chuyện tính toán đi các ngươi nếu là muốn lưu liền lưu lại đi. Sở cùng ca ánh mắt nhìn thoáng người bên cạnh, lập tức có tối sầm ám thần tộc tộc nhân đi ra một bước, nghĩ đi lấy dưới Trần Ninh. Lạc vô hà lúc này lại là cười nói, các hạ, Trần Huynh đệ cũng vô pháp giao cho ngươi xử trí, Trần Huynh đệ vì vũ hoàng đệ tử, là ta thái nhất thần tộc thành viên. A, à. sở cùng ca cười, ngươi có chút được một tất lại muốn tiến một thước. Hôm nay, Trần Ninh nhất định cầm xuống, không người có thể ngăn cản. Vậy vô hà liền phải lĩnh giáo. Lạc vô hà khí tức một phun, tay hướng nắm vào trong hư không một cái, một đoàn hỗn loạn thanh khí ngưng tụ. Lạc khuynh thành cũng là tố thủ nắm chặt kiếm lạc thần, gấp chầm chầm hắc ám thần tộc một đoàn người. Không biết tự lượng sức mình. Sở cùng ca hừ một tiếng, đám người sĩ tinh quân liền muốn động thủ. Lại tại lúc này. Sở cùng ca đôi mắt trung lên, nhìn về phía cách đó không xa. Chỉ thấy, cái hướng kia, có mười mấy bóng người đẹp để cướp đến. Hết thảy mười hai người, đều là nữ tử, lại đều là Ngọc Dung Tiên Tư, Nguyệt Thần Tộc. Sở cùng ca biết không cách nào lại đồng thủ, liền cười nói, Nguyệt Thần Tộc các vị tiên tử đến, ngược lại để này tiểu thanh sơn nhiều một vệt tịnh lệ phong cảnh A. Nguyệt Thần Tộc một nhóm nữ tử bên trong, người cầm đầu khí chất thanh lãnh tuyệt trần, tóc xanh như suối, chỉ thấy nàng chậm rãi mở miệng cuồng ca thần tử xác nhận cũng nhận được thánh linh hoàng triều ném ra manh mối mà đến đây đi chính là sở cuồng ca chi tiết mở miệng lần này thánh linh hoàng triều mở tiệc chiêu đại bọn họ những cái này hạo thổ bên trên thần tộc con cháu chính là lấy các phương cơ duyên manh mối làm dẫn mà bọn hắn cũng đều hoặc nhiều hoặc ít đáp ứng thánh linh hoàng triều một chút thỉnh cầu đối thái nhất thần tộc sở cuồng ca có thể không để vào mắt tuyên bố nơi đây cơ duyên hắn muốn nhưng giờ phút này nguyệt thần tộc người đến hắn thực sự muốn kiên kỵ mấy phần chỉ vì đối phương cùng hắc ám thần tộc một dạng cùng thuộc bát đại thần tộc một trong vì chiếm trước tiên cơ tự nhiên cũng không thể vào lúc này động thủ đối phó trần ninh cùng thái nhất thần tộc cơ duyên trọng yếu nhất giờ phút này nguyệt thần tộc chính là đối thủ lớn nhất hắn tự nhiên không muốn lại trì hoãn thời gian sở cùng ca nhìn về phía trần ninh lạnh như băng nói ta tin tưởng chúng ta vẫn sẽ gặp mặt ngươi còn thừa lại cuối cùng một đoạn tự do thời điểm hảo hảo hưởng thụ đi dứt lời sở cùng ca một đoàn người hướng nơi xa lao đi sĩ tinh quân tuy có chút thất vọng nhưng cũng biết này thời cơ duyên trọng yếu nhất sớm tối có thể đem trần ninh bắt trở lại không kém nhất thời khi bọn hắn rời đi sau lạc vô hà cùng lạc huynh thành liền hướng nguyệt thần tộc một đoàn người thi lễ nói đa tạ nguyệt thần tộc mọi người tương trợ. Các ngươi cũng không nên hiểu lầm, chúng ta mới không phải vì giúp các ngươi. Thanh Hà tiên tử phía sau, một cái hoàng váy nữ tử cất giọng mở miệng. Cái khác nguyệt thần tộc tộc nhân cũng đều lao nhau lên. Hư! Thái nhất thần tộc đều là một đám phụ lòng nam, mới không muốn giúp đây. Chúng ta chỉ là vì tiểu thanh sơn cơ duyên mà đến, chỉ thế thôi. Nhìn thấy những cái kia nữ tu ăn người ánh mắt, trần ninh không khỏi lắc đầu hắn hướng một bên lạc vô hà hỏi nguyệt thần tộc đều là nữ tu sao trần huynh đệ nguyệt thần tộc không hoàn toàn là nữ tu chỉ bất quá bởi vì tu luyện lực lượng càng âm nhu hơn cho nên nữ tu càng thêm phù hợp cường giả cũng phần lớn là nữ tu là như thế này à trần ninh gật gật đầu lúc này thanh hà tiên tử nhìn về phía bên này nhắc nhở hắc ám thần tộc sở cùng ca thực lực nổi bật các ngươi không phải là đối thủ các ngươi tốt nhất vẫn là rời đi nơi đây đa tạ nhắc nhở nhưng cơ duyên trước đó tự nhiên không có bỏ qua đạo lý trần ninh mỉm cười cho thấy thái độ thanh hà tiên tử lắc đầu không còn đi khuyên trần ninh ba người lần nữa hướng về chi chi nói rõ vị trí mà đi sau đó không lâu liền tới đến một chỗ khe núi nơi đây cùng chi chi miêu tả địa phương giống nhau như đúc hẳn là nơi này là khuynh thành ngắm nhìn bốn phía, nhẹ giọng mở miệng. Trần Ninh cũng gật gật đầu. Cách đó không xa, quả nhiên có một cái lão ẩu thân ảnh ngồi dựa vào bên cây. Bẩn thiểu, dung mạo dọa người. Nhìn thấy Trần Ninh ba người, lão ẩu mí mắt khẽ nâng nói, các ngươi trên thân chảy xuôi thần huyết, các ngươi là thần hậu duệ. Đang nói. Nàng càng đi càng gần, đi tới ba người trước người, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật sự là hiếm có, bất quá lão thái bà không có cái gì có thể cho các ngươi truyền thừa các ngươi dọc theo bên kia dưới đường núi đi vừa dứt lời lão ẩu thân ảnh lại càng thêm mờ đi ánh mắt của nàng cũng rất là thống khổ không ngừng kêu thảm tiền bối ngài không có sao chứ là khuynh thành phát hiện một chút không bình thường không khỏi hỏi không sao các ngươi mau mau đi thôi này tiểu thanh sơn bên trên cũng không cơ duyên gì lão ẩu thống khổ rú thảm nói, tự hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại chịu khó mà chịu được thống khổ. Trần Ninh cảm giác cực kỳ linh mẫn, cũng là phát hiện một tia dị thường, hắn mở miệng hỏi, tiền bối, ngài nếu là có cái gì năng ngôn chi ẩn, không ngại nói cho chúng ta biết, chúng ta có lẽ có thể giúp ngươi. Ngươi có phiền hay không a? À? Gọi ngươi đi cũng nhanh đi, đừng muốn nhiễu lão bà tử ta thanh tĩnh. Lão ẩu chợt quát một tiếng này mảnh vùng núi đều là chấn động rơi vào đường cùng trần ninh ba người đành phải nghe theo lão ẩu lời nói dọc theo bên kia đường núi hướng phía dưới đi đến sau đó không lâu từng đạo oán độc thanh âm từ lão ẩu trên thân vang lên vì cái gì không để ta ăn vì cái gì không để ta ăn ăn bọn họ ta liền có thể khôi phục lực lượng không ăn ngươi cũng muốn cùng theo chết bao nhiêu năm ngươi thả đi nhiều ít người. Bây giờ, liền những cái này bẩn thiểu thần hậu nhân cũng muốn thả đi. Ngươi từ bi, đối với chúng ta chính là tàn nhẫn. Thanh âm này phá lệ chói tai. Lão ẩu lại là thở dài nói, chúng ta sớm sẽ tiêu vong, vốn cũng không sẽ tồn tại ở trên đời này, ngươi vì sao còn đau khổ lưu luyến. Bổn vương sẽ không mẫn diệt. Bổn vương sẽ không tiêu vong. Thanh âm kia càng ngày càng cao can. Trên mặt đất, ám tử sắc dây leo từng đầu cuốn quanh mà đến, đem lão ẩu hư ảo thân ảnh cuốn chặt lấy, âm thanh kia càng thêm điên cuồng, ha 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 ha. Bổn vương có thể cảm giác được, núi này bên trên đều là những cái kia bẩn thiểu thần hậu duệ, bổn vương muốn ăn. Muốn ăn.